Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo động về tình trạng sử dụng bạo lực trong đồn công an ở Việt Nam. Tình trạng bạo lực trong các đồn công an ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm gặp, mà đã có rất nhiều trường hợp nghi phạm khi đang bị giam giữ trong đồn công an đã bị tử vong bất thường bằng rất nhiều hình thức khác nhau đáng ngạc nhiên. Mới nhất, một phó trưởng công an xã ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt vào hôm 31 tháng 8 và bị khởi tố về tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ. Theo tờ báo Tuổi Trẻ chia sẻ, thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, xã Đồng Tháp đã đá một người say rượu đến chết tại đồn công an xã. Theo đó, thiếu tá Hòa bị cáo buộc đã gây ra cái chết cho ông Trần Văn Đảm, 56 tuổi, là người trong xã này. Vào tối ngày 28 tháng 8, khi ông Đảm bị đưa về đồn công an để làm việc, với lý do công an nhận được tin báo, ông này nhậu say gây mất an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Theo bản tường trình của thiếu tá Hòa, ông Trần Văn Đảm đã lớn tiếng chửi mắng cả công an. Sau khi bị đưa về đồn, khiến ông Hòa do không kiềm chế được bản thân, đã tức giận và đá vào người ông Đảm rất nhiều lần và đã gây ra thảm họa chết người. Bản tin phó trưởng quan xã đánh chết người dân và ông say xỉn ở đồn đã lan tỏa khắp nơi. Sau đó, thiếu tá Hòa để mặc trông Đảm nằm tại chỗ và bỏ ra ngoài khoảng 10 phút. Khi quay trở lại, ông Hòa đã phát hiện ông Đảm đã bất tỉnh, co giật, nên vội đưa ông này đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đảm đã tử vong trên đường đến trạm y tế xã. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định thiếu tá Hồ Thanh Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu tá Hòa để mà điều tra. Ngay sau đó, thiếu tá Hòa đã bị giám đốc công an Đồng Tháp tước danh hiệu công an nhân dân. Theo dư luận xã hội cho rằng, việc thiếu tá Hồ Thanh Hòa bị khởi tố, bắt giam do đánh chết dân ngay tại đồn chứng tỏ ông Hòa không có thân thế, thiếu chỗ dựa và tiền chưa nặng để chạy tội. Việc cấp trên xử lý nặng với thiếu tá Hòa là chuyện rất hi hữu, ít khi xảy ra tại Việt Nam. Vì những năm gần đây, tình trạng người dân chết bất thường tại trụ sở công an là một câu chuyện hết sức phổ biến từ Bắc, Trung đến miền Nam. Việc này nghiêm trọng tới mức trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông báo về tình trạng sức khỏe bình thường của một số người khi họ nhận được thông báo từ chính quyền mời lên làm việc. Họ đã đăng những tờ giấy được mời lên mạng xã hội và nói họ vẫn khỏe để đề phòng trường hợp khi trở về có thể bị thương tích. Mới đây nhất, tờ Việt Nam Express cho hay trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 8 cho thấy trưởng công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là trung tá Lôi Hy Cao đã đấm và đạp liên tiếp vào anh Đậu Ngọc Hoàn khiến anh này bị chảy máu đầu. Lúc đó anh Hoàn đang ngồi trên xe ba gác và bị nghi là chở đồ gian. Được biết, trung tá Cao sau đó đã bị đình chỉ công tác 2 tháng, còn anh Hoàn, bị nạn nhân của bị trung tá Cao đánh đập, đã được công an huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi. Trung tá Lê Huy Cao đạp đầu anh Đậu Ngọc Hoàn, người đàn ông cởi trần. Theo đài BBC tiếng Việt, luật sư Phạm Công Út, trưởng văn phòng luật Phạm Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã nói với đài này như sau: người dân có quyền nghi ngờ về những cái chết trong đồn công an mà báo chí hay tường thuật là do nạn nhân tự tử bằng những vật dụng đơn giản đến khó tin. Ví dụ như quần áo họ đang mặc trên người, và một khi kết luận giám định pháp y những vụ này không được công khai và vẫn được xem là bí mật nhà nước, thì người dân lại càng hoang mang và hoài nghi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình hoặc người thân được mời đến đồn công an để mà làm việc. Cho dù không có con số chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam về số người đã bị chết trong đồn công an hàng năm, báo chí trong nước đưa tin con số vào năm 2018 có 11 nạn nhân chết khi bị công an tạm giam, nhưng số liệu này được cho là thông tin không chính thức và thực tế có thể còn cao hơn gấp rất nhiều lần. Và những con số đó thường nằm trong bóng tối thuộc dạng tuyệt mật của nhà nước. Được biết, trong thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2015, một đại diện của Bộ Công an đã báo cáo rằng trong 3 năm 2011 cho đến 2014 đã xảy ra tới 226 vụ chết người trong đồn công an, một con số khủng khiếp. Buổi họp công bố quyết định tước danh hiệu công an nhân dân
đối với Phó trưởng Công an xã Tân Thành B. Theo báo Công an Nhân dân ngày 3 tháng 5 năm 2017, thống kê của Bộ Công an Việt Nam không nói rõ về những con số của các vụ bạo lực xảy ra tại đồn công an trong các trại tạm giam ở Việt Nam. Nhưng các vụ tử vong thì khi bị bắt thì vẫn được đề cập. Phát biểu tại Hội nghị Khoa học Giải pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân trong phòng chống tội phạm ở Hà Nội diễn ra vào ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khi đó đã nhấn mạnh một số giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong phòng chống tội phạm như sau. Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ công an. Trong trường hợp không sử dụng vũ lực theo quy định của pháp luật, cần đảm bảo an toàn cho cả đối tượng phạm tội, phòng ngừa đối tượng phạm tội tự sát, tự đả thương, v.v. Ngay trong hiến pháp của Việt Nam cũng ghi nhận sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Vì vậy, công an không có quyền hành hung người khác, chứ chưa nói đến việc nhân viên công vụ có nhiều điều luật ràng buộc khác nhau. Do đó, cơ quan công an phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân bị tạm giam, tạm giữ, kể cả được mời lên làm việc tại cơ quan công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin báo động về tình trạng sử dụng bạo lực trong đồn công an ở Việt Nam. Vì sao vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng còn rất nan giải? Câu chuyện tỉnh Cà Mau vừa qua công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Minh Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nam Căn, là kỹ sư xây dựng làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, làm xôn xao mạng xã hội. Song có lẽ đa số họ biết chuyện ông Bộ trưởng Bộ Công an, thường trực Ban Bí thư Đại hội 12, ông Lê Hồng Anh, bạn thân của Thủ tướng, không một ngày làm công an, vậy mà lại được Thủ tướng Bà Dũng quyết định trao cho quân hàm Đại tướng Công an. Có làm sao đâu. Câu chuyện đã cũ và sắp xếp nhân sự lãnh đạo đảng, cái thời Đảng Cộng sản Việt Nam còn là một đảng chính trị đúng nghĩa, lãnh đạo đảng phần đông còn tử tế, thì tiêu chí chọn sự lãnh đạo phải là người vừa hồng vừa chuyên. Hồng được hiểu là có giác ngộ cao về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản, tương tự chuyên là trình độ về chuyên môn, đó là năng lực thể hiện chức trách để mà lãnh đạo. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Và truyền thống đó cho đến nay vẫn được thực hiện, nhưng ở mức cao hơn. Tư duy của lãnh đạo Việt Nam luôn nghĩ rằng bất cứ một ai được lựa chọn sau đó đưa vào đào tạo qua lò lý luận chính trị cao cấp đều có thể đảm trách bất kỳ vị trí lãnh đạo nào mặc dù không đúng chuyên môn. Nhưng đó chỉ là câu chuyện bề nổi, mà đằng sau những quy hoạch nhân sự các cán bộ nguồn, nó là câu chuyện phe nhóm cũng như chuyện chạy chức, chạy quyền. Đó là lý do vì sao để thay cho chữ chuyên, tức là chuyên môn, người ta đặt ra tiêu chuẩn bằng cấp các loại mà ai cũng biết 99% là bằng cấp dởm, có được là do bỏ tiền ra mua. Thực ra câu chuyện phải có chuyên môn mới có thể lãnh đạo ngành của mình quản lý, nói đúng ra nó sẽ tốt hơn. Song có lẽ chỉ đúng với Việt Nam, ở các quốc gia phát triển, các bộ trưởng đa phần là trái ngành chuyên môn, như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ An ninh là chính khách dân sự là bình thường. Vì với thể chế chính trị văn minh tiến bộ của họ, để điều hành bộ máy của nhà nước thì đã có các nhân vật gọi là chủ sự chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ trong vấn đề quản lý bộ ngành. Các bộ trưởng chỉ ký các quyết định dựa trên ý kiến đề xuất của các chủ sự, và các chủ sự là nhân vật do nhà nước bổ nhiệm sau mỗi cuộc bầu cử quốc hội mới khi thay đổi chính phủ, với các chủ sự vẫn ở lại nguyên vị. Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ họ nghĩ rằng lãnh đạo đã qua cái lò đào tạo lý luận chính trị cấp cao là đủ trình độ đầy đủ có thể đảm nhận trách nhiệm được phân công. Bất kỳ ai được tráng men của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì đều có khả năng lãnh đạo giỏi trên tất cả mọi lĩnh vực. Các ủy viên Trung ương Đảng biểu quyết về công tác nhân sự. Đó là lý do vì sao các lãnh đạo Việt Nam có khả năng điều hành kém, nhiều khi đưa ra các quyết định sai, ngược với các quy định của nhà nước. Chuyện sắp xếp bố trí lãnh đạo không có chuyên môn nói chung và ngành y tế nói riêng trong bài viết Phe nhóm chính trị một thời ở Lào Cai của cây bút Phạm Vũ Hiệp đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, trong đó có một đoạn đáng quan tâm liên quan đến bà Đào Hồng Lan, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, không chút hiểu biết về ngành y,
được đưa lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Đọc xong chắc mọi người sẽ hiểu ra vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng đang diễn ra như thế nào. Theo đó, quay lại chuyện nhậm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nguyễn Hữu Vạn mang theo đàn em thân cận từ thời còn làm Giám đốc Sở Tài chính, tên là Lê Đức Luận, sinh năm 1968, quê tại Yên Bái. Luận được xem là tay hòm chìa khóa của Vạn trong tất cả các phi vụ. Luận từng là Phó Giám đốc Sở Thương mại Du lịch, Chủ tịch huyện Sapa, học hành không ra gì. Nhưng Luận rất giỏi trong việc thiết kế các kèo ăn chơi, các phi vụ đánh quả kiếm tiền cho các sếp. Tất nhiên, cũng như các đàn anh ở Lào Cai, Luận chạy được học vị tiến sĩ. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn nhanh chóng ban cho Lê Đức Luận chức trợ lý Tổng Kiểm toán. Vạn đại ca đã dìu dắt Luận từng bước leo lên những nấc thang quyền lực. Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7, Vụ trưởng Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh không chút hiểu biết về y tế, lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho các phe nhóm cài cắm người trái ngành vào rất nhiều cơ quan. Đào Hồng Lan là con dâu của cựu Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, kinh qua công tác đoàn tại Thành đoàn Hà Nội. Lan từng giúp việc cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi bà Ngân làm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của những năm 2007-2011. Với tuyên bố mày làm được thì tao cũng làm được. Vào tháng 2 năm 2023, Lê Đức Luận là một kẻ ắt ở điều đóm cho các đại ca Lào Cai năm xưa. Sau khi nắm chức Vụ trưởng Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2022-2026. Chính ông cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, trong bài viết đăng trên tạp chí Cộng sản vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 đã nêu rõ, chúng ta vẫn còn phải trăn trở, đau lòng khi nghe những câu chuyện truyền miệng lâu nay trong dân, trong công tác cán bộ rằng nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ. Và vấn đề nhân sự vẫn còn là một bài toán nan giải đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Vì sao vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng còn rất nan giải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de